Xin được chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh youtube Đài TV của mình hôm nay Xin được kính chúc quý vị và các bạn có một ngày làm việc thật liệu quả Và luôn luôn vui vẻ hạnh phúc bên những người thân yêu của mình nha Và đừng quên ủng hộ cho kênh youtube Đài TV của mình bằng cách like video Và nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh youtube Đài TV của mình Và quý vị và các bạn thân mến, trong video ngày hôm nay Mình xin chia sẻ đến quý vị và các bạn về câu chuyện của ông thầy chùa Tự xưng là thầy chùa ăn thịt chó Có tên là Nguyễn Minh Phúc thì ông này đã tự lập lên một cái chùa tên là chùa Hoàng Pháp Trung ương tại um, gia đình của mình và uh, ở nơi đây thì thờ tự uh, các cái tượng Phật và đặc biệt là có dán một cái uh, giấy thông báo rằng là mình sẽ nhận các loại thịt động vật. Đó từ đó thì câu chuyện đã được đẩy lên bởi các YouTuber đến hàng ngày đến quay phim, uh, quay video về cái ông uh, sư thầy tự nhận mình là thầy chùa ăn thịt chó và uh, các cái video này liên tục được tải trên mạng xã hội youtube và nhà, nhà phản ánh những cái việc mà phát ngôn gây rất là bức xúc và những cái uh, hành động không thể nào mà chấp nhận được uh, vì cái ông nguyễn minh phúc này mang trên mình chiếc áo cà sa uh, và xuống tóc uh, gọi là đi tu nhưng mà đã không có cái, cái hoạt động đúng cái tinh thần của phật giáo và những cái phát ngôn cử chỉ không có phù hợp với tinh thần Phật giáo và à, ông này đi ngược lại với những gì mà các à, giáo hội Phật giáo giáo hội Phật giáo đã đề ra vì vậy là những cái việc làm những cái hành động của ông ta ho hoàn toàn là gây ảnh hưởng xấu đến Phật giáo về những phát ngôn và những hành động và trong đó có việc à, ăn thịt động vật à, ông ta ăn thịt à, các loại động vật và tuyên bố rằng là à, các à, các nước phát triển và các tất cả các ngôi chùa ở Việt Nam đều phải ăn mặn đâu quý vị bạn thì à, liên quan đến vụ việc thì đến nay thì cơ quan chức năng đã vào cuộc và sẽ tiến hành mời các cái youtuber một quay phim à, đưa những cái hình ảnh đó lên sẽ xử lý và buộc phải tháo gỡ những cái, cái video này à, trên các trang youtube và cùng với đó sẽ xử lý ông nguyễn minh phúc và sẽ bắt buộc phải tháo dỡ tháo dỡ cái nơi mà thờ tự được gọi là uh, chùa hoàng pháp trung ương đó quý vị thì đây là một cái tỉnh thất tại gia thôi nhưng mà không được giáo hội phật giáo công nhận và tự ông ta đặt tên là chùa hoàng pháp trung ương uh, thì uh, những cái hành động phát ngôn của ông ta rất là bức xúc uh, giống như là việc uh, phát ngôn rằng là tất cả các chùa ở việt nam đều ăn mặn nhưng mà các sư thầy đều giáo đó là một phát ngôn cũng gây là bức xúc và nhiều phát ngôn nữa à, trong đó có việc là nói là đồ ăn chay chỉ dành cho chó những cái phát ngôn mà không thể nào chấp nhận được vì ông ta còn lợi dụng cái hình ảnh à, phật giáo lợi dụng cái hình ảnh tu sĩ của mình để mà quyên góp rồi kêu gọi à, những cái à, nhà tài trợ những cái phật tử đến nhà để cúng giường để nhằm vụ lợi về vật chất đâu quý vị các bạn thì những cái hình ảnh của ông ta những cái việc làm của ông ta nó rất là phản cảm và gây ảnh hưởng xấu đến nhà, à tất cả những người tu hành mà những người đang theo Phật giáo và um, gây à, ảnh hưởng xấu đến dư luận. Vì à, à, mặc định của tất cả những người dân Việt Nam, tất cả những à, người tu sĩ Phật giáo là à, ăn chay thì phải là um, tâm tịnh lạc và không cái sân si và những việc làm hành động là à, phải à, tự tốn và cái ông này nói chuyện rất là rất là cẩu thả đối với các bạn thì còn tự xưng là thầy rồi truyền giáo rồi à, làm những cái hành động không giống ai à, còn thường xuyên à, à, nói trên mạng xã hội những cái điều mà không bao giờ được chấp nhận được à, thì đến nay thì theo mình cập nhật thông tin thì mình sẽ chia sẻ đến quý vị các bạn về thông tin của vụ việc này Đã cơ quan chức năng của huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết là lực lượng cơ quan chức năng đã à, có của huyện đang là kiến nghị và mời làm việc youtuber quay nội dung về người đàn ông tự nhận là thầy chủ quản thì chó Nguyễn Minh Phúc ở huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh và cả đơn vị đã trực tiếp thủ lấy xử lý vụ việc là công an huyện Củ Chi. Hiện là cơ quan công an đã lập danh sách và mời một số người chia sẻ YouTube trực tiếp trên mạng xã hội hay đăng lên like mạng chia sẻ video YouTube về hoạt động liên quan tới người đàn ông tên là Nguyễn Minh Phúc tức là thầy à, à, tự xưng là thầy à, tâm phúc à, tự xưng mình là thầy dù ăn thì chó luôn quý vị thì hiện tại là đã có năm youtuber đã bị mời lên làm việc và đề nghị thực hiện việc tháo gỡ các video không chính xác đăng tin không chính xác trong đó có hình ảnh đánh nhau này dùng lời lẽ tục tiểu và các phát ngôn gây à, à, rất là phản độ và những phát ngôn đó gây ảnh hưởng xấu đến dư luận thì thời gian gần đây trên mạng xã hội xuất hiện hàng trăm video hàng trăm video luôn quý vị xoay quanh câu chuyện nói trên Thượng đã thích an thường trưởng ban trị sự phật giáo ở huyện củ chi đã gửi văn bản đề nghị cơ quan chức năng làm rõ sự lý nghiêm thì cũng đã đến lúc mà cơ quan chức năng phải buộc vào cùng và sẽ cái, cái 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 hình ảnh của ông nguyễn văn phúc bắt buộc phải tháo gỡ và không có thể nào mà dung túng để ông ta tiếp tục tiếp tục tự do mà phát ngôn và làm những cái hành động quá là không thể nào chấp nhận được đâu vậy các bạn? thì thời gian qua trên một số kênh đăng tải rất nhiều video của Nguyễn Minh Phúc mặc áo tu sĩ à, Phật giáo và có những phát ngôn với trái với cái truyền thống Phật giáo Việt Nam xúc phạm lãnh đạo giáo hội Phật giáo Việt Nam thượng tọa thích an thường chia sẻ như vậy và lực lượng chức năng xác định ông phúc là sử dụng các loại giấy tờ các cái quyết định giả mạo để tự xưng là tu sĩ Phật giáo của giáo Phật giáo Việt Nam. Nơi ở của ông Phúc lại là tại ấp Lăng Cát, xã Thăng Phú Trung và là nhà dùng để ở, không phải là cơ sở thờ tự tôn giáo, không có cơ sở gọi là chùa Hoàng pháp Trung ương. Đâu rồi bạn? thì ông ta tự lập lên và không có cơ quan chứ nào mà công nhận đây là cái chùa hết. thì ông Nguyễn Văn Phúc đã có hàng loạt những phát ngôn không đúng mực đăng tải trên kênh YouTube là trái với truyền thống và xúc phạm nghiêm trọng đến giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ủy ban Nhân dân huyện cũng chi ra văn bản yêu cầu ông Phúc tự tháo gỡ các bản hiệu treo tại nhà ghi là chùa Hoàng Pháp Trung ương và tượng Phật nếu không chấp hành sẽ có biện pháp cưỡng chế tức là nếu mà ông ta không có tự tháo dỡ thì sẽ bị lực lượng chức năng cưỡng chế và dây dời đó là cái quyết định là phải thi hành thì mình sẽ mong rằng cái cái cơ quan chức năng sẽ sớm sẽ sớm làm cái việc này để cho tháo gỡ những cái hình ảnh trang trí các cái chùa là phải gỡ xuống để tránh uh, gây sự uh, hiểu nhầm đánh đồng đây là cái sở Phật giáo đó thì uh, ủy ban dân huyện cử Chi cũng kiến nghị đến sở thông tin và truyền thông công an thành phố hồ chí minh xử lý các kênh youtube đăng tải các video clip phá ngôn trái với truyền thống phật giáo xuyên tạc phật giáo của nguyễn minh phúc tất cả các video clip này phải tháo gỡ khỏi các trang youtube đối với các bạn thì những cái hành động của ông ta là một nhưng mà tất cả những cái youtube đưa tin và truyền truyền tải những cái hình ảnh mà không phù hợp này lên đó là cũng là tiếp tay cho ông nguyễn minh phúc và cũng là cái tội cũng rất là nặng tại vì đã truyền bá những cái hình ảnh những cái phát ngôn và ai đua theo hùa theo với ông nguyễn minh phúc thì đó là cũng là tiếp tay cũng là cổ vũ tinh thần cho ông nguyễn minh phúc thì ông ta sẽ có cái động lực hơn để ông ta tiếp tục làm những điều sai trái vì vậy, các YouTuber cũng phải bị xử lý nghiêm vì đưa tin và đưa những cái hành động, cái, cái um, những cái phát ngôn hàng ngày của ông ta trái với đạo lý, trái với lại uh, tinh thần của giáo hội Phật giáo thì sẽ bị xử lý và buộc phải tháo gỡ. Đối với các bạn thì uh, trong tương lai, trong những ngày tiếp theo thì cơ quan chức năng sẽ cấm quay phim ghi hình Nguyễn Minh Phúc tức là không cho đến chùa, không cho đến cái tại cái tư gia của ông Nguyễn Minh Phúc à, được gọi là cái chùa Hoàng Pháp Trung Mương này để ghi hình và để truyền tải để tiếp tục à, đăng tải trên các kênh YouTube thì phải bị cấm thôi quý vị và các bạn. Thì đã đến lúc mà phải kết thúc cái sự việc này và như vậy là quá lâu rồi quý vị và các bạn. Thì mình cũng mong chờ cái điều này để mà à, tránh gây hiểu nhầm và À, tức là ở những phát ngôn của chúng ta gây ảnh hưởng đến giáo hội Phật giáo, ảnh hưởng đến hình ảnh Phật giáo à, rất là thiên liêng Đó quý vị và các bạn. Thì à, ngoài ra còn chúng ta cũng để sử dụng cái hình ảnh Phật giáo này để lợi dụng mà à, quyên góp các cái à, vật chất của các Phật tử mà đến cúng dường. Đó là những cái à, vụ lợi, trục lợi cá nhân thôi quý vị và các bạn thì qua video này mình cũng chia sẻ với quý vị và các bạn những cái thông tin này cũng rất là vui và từ đây sẽ à, hình ảnh của ông à, Nguyễn Minh Phúc sẽ bị gỡ bỏ và sẽ bị à, xử lý theo quy định của pháp luật đó những cái phải sở văn hóa thông tin đã vào cuộc thì à, sẽ bị dẹp thôi quý vị và các bạn thì đó là một điều cũng à, rất là được quý vị và các bạn mong chờ và cũng nhiều người đã rất là bức xúc có người đã tìm đến và À, dọa đánh của ông Nguyễn Văn Phúc này, tại vì những cái hình ảnh gây quá bức xúc gây phẫn nộ trong dư luận trong một thời gian dài, vì những cái phát ngôn không đúng mực, không đúng với tinh thần Phật giáo, thì à, ông ta sẽ phải phải chịu trách nhiệm về những cái hành động này. đối với các bạn. Nhiều người nói rằng ông ta bị tâm thần, bị thần kinh, nhưng mà mình nghĩ là ông này rất là khôn ngoan. Đó, thì nếu là bị tâm thần thần kinh cũng phải buộc phải xử lý và buộc phải à, tháo gỡ tất cả những cái à, liên quan đến chùa, giống như chùa đó thì đây là không phải là cơ sở Phật giáo phải tháo gỡ quý vị và bạn thì à, đó là những cái điều mà tất cả mọi người cũng rất là mong chờ và mình hy vọng rằng là sẽ sớm giải quyết được cái vụ ông Nguyễn Minh Phúc tự xưng là thầy chùa ăn thịt chó này để cho mọi người lái lại cái sự đức tin và lái lại những cái hình ảnh tôn nghiêm của Phật giáo ở Việt Nam đó quý vị và bạn thì à, bây giờ mình xin kết thúc cái video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video sau. Quý vị và các bạn nhớ để lại phần bình luận ở phía bên dưới video để nêu lên những quan điểm ý kiến của quý vị và các bạn về thông tin vụ việc này. Mình sẽ phản hồi và sẽ có những cái video liên quan đến vụ việc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video sau.